kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết lời hứa của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trên cương vị Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Ngày 15 tháng 8, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đối với Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Trung ương. Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và phát biểu tại lễ công bố. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo các đơn vị cục chức năng của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức Cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao quyết định tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ mới. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương trong quá trình công tác, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi luôn gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác của đơn vị địa phương, được lãnh đạo các cấp và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị địa phương tín nhiệm và đánh giá cao. Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Đinh Văn Nơi đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và tỉnh Quảng Ninh. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, giữ vững ổn định an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Đinh Văn Nơi đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị của Công an làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an tỉnh trong sạch và vững mạnh. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Thiếu tướng Đinh Văn Nơi với cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ tiếp tục không ngừng nỗ lực, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm đoàn kết thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ, lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hoàn thành các chỉ tiêu mà Bộ giao. Đối với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng hỗ trợ Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông và bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời giữ vững kỷ luật kỷ cương, đoàn kết nội bộ và quan tâm bồi dưỡng đào tạo đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ kế cận trong đơn vị. Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Chính trị Nội bộ trên các mặt công tác của đơn vị thời gian qua, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị cán bộ chiến sĩ của đơn vị cần phải tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường, đoàn kết, tham mưu để đồng chí Đinh Văn Nơi và tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao của đơn vị trong niềm vinh dự, vui mừng và xúc động. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Lương Tam Quang, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, tỉnh Quảng Ninh và tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên Công an tỉnh An Giang, tỉnh Quảng Ninh đã tin tưởng, hỗ trợ, giúp đỡ bản thân đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi bày tỏ, xác định những nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng vừa là mệnh lệnh, vừa là tình cảm của Đảng ủy, Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an dành cho cá nhân và cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi xin hứa luôn tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết, chung sức đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm nỗ lực cao nhất với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đúng một tháng sau khi về An Giang làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi về công tác tại tỉnh An Giang. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh An Giang triệt phá thành công sới gà quy mô lớn nhất tỉnh này do Nguyễn Ngọc Thuận, tức là Út Gà, và hàng chục đàn em tổ chức tại xã Đà Phước, huyện An Phú. Về quá trình vây bắt những đối tượng này, cụ thể giữa tháng 7 2020, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh An Giang nhận được tin báo có một tụ điểm đá gà quy mô lớn ở xã Đà Phước, huyện An Phú do Nguyễn Ngọc Thuận, tức là Út Gà, 51 tuổi, ngụ tại ấp Hà Bao 1, xã Đà Phước cầm đầu. Điểm đánh bạc này quy tụ nhiều tay cờ bạc có số má trong vùng. Để phục vụ cho các thượng đế, Thuận chiêu mộ hàng chục đàn em dưới trướng để canh gác với nhiều lớp nhằm đối phó với công an. Khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 8, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an chia thành nhiều tổ công tác bí mật, áp sát bao vây sới bạc. Khi thấy đối tượng Thuận xuất hiện, các đầu nậu đang thông tiền bạc, lực lượng công an đồng loạt ập vào bắt quả tang 169 người liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thuận cùng với hàng chục đàn em thân tín bị các tổ công tác tóm gọn khi đang cố chạy thoát thân bằng cách lao ra đồng ruộng và lội xuống ao bùn. Theo điều tra, Thuận đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu, ăn thua bằng tiền tại khu đất cách nhà gã khoảng 100 m. Mỗi ngày sới bạc của Thuận có khoảng 50 đến 200 người tham gia. Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận sau khi trừ chi phí thuê người canh đường, trọng tài, giữ trật tự, thu lợi từ 7 đến 8 triệu đồng mỗi ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận, ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, thu giữ 312 triệu đồng, 2 xe ô tô và các công cụ dùng để đánh bạc. Sau đó đến ngày 25 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Thuận, tức Út Gà, kẻ cầm đầu sới bạc khủng, 7 năm tù. Trong đó 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và 2 năm tù về tội đánh bạc. 42 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù giam về các tội tổ chức đánh bạc, gá bạc và đánh bạc. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hình phạt tiền bổ sung và nộp lại ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính hơn 417 triệu đồng. Sau khi phá sới gà quy mô lớn nhất tỉnh do Nguyễn Ngọc Thuận, tức Út Gà, cầm đầu, thì một ngày sau đó, cụ thể là vào ngày 3 tháng 8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, chuyên án mang bí số 520H, công an triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng, 35 tuổi, ngụ tại thành phố Long Xuyên cầm đầu. Hùng là đối tượng cộng cán có tiền án về buôn bán ma túy, ra tù hồi năm 2018. Qua công tác trinh sát, thấy Hùng là kẻ cầm đầu mạng lưới chuyên tổ chức lấy ma túy và phân phối cho các con nghiện trên địa bàn các huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành. Để thuận tiện cho hoạt động giao dịch, Hùng thu nạp rất nhiều đàn em thân tín, tạo thành một mạng lưới tội phạm. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thời điểm đó cho biết, qua công tác xác minh, chúng tôi phát hiện thêm có đường dây mua bán sử dụng vũ khí nóng. Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, chúng sẵn sàng dùng hàng nóng để chống trả công an khi bị truy bắt. Qua 2 tuần xác lập chuyên án, tôi trực tiếp chỉ đạo phá án. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, lực lượng công an tỉnh An Giang tổ chức 6 mũi tấn công cùng với nhiều cán bộ trinh sát lão luyện, tinh nhuệ nhất tham gia đánh án. Khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 8, Hùng xuất hiện tại một trường gà ở huyện Chợ Mới. Lúc này, một nhóm ngũ trinh sát tiếp cận Hùng ngay phía bên trong trường gà. Ở phía bên ngoài vòng, mũi trinh sát khác cũng vào vị trí, sẵn sàng xuất kích. Bên cạnh đó, các mũi tấn công khác ở huyện Thoại Sơn, Châu Thành, thành phố Long Xuyên cũng nhận lệnh vào vị trí. Sau khi bắt giữ đối tượng Hùng, ban chuyên án ra lệnh cho các mũi tấn công khác đồng loạt phát kích, bắt giữ đồng bọn của gã. Thiếu tướng Lời kể, vụ tấn công tại căn nhà ở Nguyễn Tất Thành, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên gặp chút trở ngại. Đối tượng Đinh Thế Vĩnh cùng với 2 đàn em trước cửa tắt điện thoại cố thủ bên trong, nhận định sẽ có nhiều tình huống xảy ra. Tôi chỉ đạo tăng cường thêm lực lượng phòng cháy chữa cháy và cảnh sát cơ động đến hiện trường, chỉ đạo trinh sát linh hoạt, ém quân bao vây căn nhà. Hơn 1 giờ cố thủ, các đối tượng mở hé cửa để quan sát định tẩu thoát. Lúc này, lực lượng trinh sát phá cửa và bắt gọn. Ngoài ra, công an còn bắt giữ thêm 5 đối tượng khác. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 khẩu súng, 9 viên đạn cùng nhiều loại ma túy khác nhau. Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Hùng cùng đồng bọn, Thiếu tướng Nơi chỉ đạo tiến hành điều tra xác minh nhanh, mở rộng vụ án. Qua đấu tranh khai thác nhanh trong đêm, một đối tượng có biệt danh là Đỏ xuất hiện. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định đối tượng Đỏ sinh sống tại tỉnh Tây Ninh. Lập tức một tổ công tác của Công an tỉnh An Giang đã lên Tây Ninh tìm đối tượng Đỏ. Khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 8, Đỏ hiện nguyên hình là Trần Nguyễn Ngọc Trung, 30 tuổi, ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng. Lực lượng Công an An Giang đã phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục bắt giữ đối tượng Trung cùng Huỳnh Quốc Tuấn, 31 tuổi và Đoàn Minh Chiến, 27 tuổi. Cảnh sát thu giữ thêm 4 khẩu súng, hàng trăm viên đạn và một số linh kiện lắp ráp súng. Chiến là đối tượng môi giới cho nhóm Trung, Tuấn cung cấp hàng nóng cho nhóm của Hùng ở An Giang. Kết thúc giai đoạn đầu, ban chuyên án bắt giữ 8 đối tượng, đưa đi cai nghiện 5 đối tượng, thu giữ 7 khẩu súng các loại cùng hàng trăm viên đạn, có cả đạn, súng quân dụng cùng ma túy các loại. Một trong những vụ án nổi bật khi nhắc đến Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, đó là vụ án của bà trùm buôn lậu 10 Tường. Sau đó bà trùm buôn lậu 10 Tường bị khởi tố trong 6 vụ án, qua đó nổi cộm như một vụ buôn lậu đường cát, buôn lậu 51 kg vàng. Sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 80 tấn đường cát vào ngày 26 tháng 10, 2023, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức trùm buôn lậu 10 Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, đến nay đã ra hầu tòa đến 5 vụ án. Cụ thể, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát 2 vụ, buôn lậu 51 kg vàng, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hiện còn có vụ án liên quan tội rửa tiền đang chờ ngày đưa ra xét xử. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong vụ án này, Hạnh một mực khẳng định mình bị vu khống, bị oan, cũng như không giữ vai trò chủ mưu tiến hành hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cho đến ngày 21 tháng 11, 2022, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến 470.000 đô la, Hạnh khai kẻ chủ mưu là người khác. Tuy nhiên, hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Hạnh và khẳng định bản án sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp. Còn trong vụ vận chuyển 200.000 tấn đường cát, ngày 9 tháng 1, 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh 14 năm tù về tội buôn lậu, phạt bổ sung 90 triệu đồng. Theo kết quả điều tra từ năm 2010 đến 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh trực tiếp mua trên 200.000 tấn đường cát trị giá hơn 2.885 tỷ đồng từ Campuchia mang về Việt Nam, bán cho 33 người tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Tội nối tiếp tội Hạnh bị đưa ra xử trong vụ án thứ 3 ngày 10 tháng 2, 2023. Trong phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Hạnh 3 năm tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đây là vụ án có liên quan mật thiết với vụ án vận chuyển gần 51 kg vàng. Bởi sau khi việc vận chuyển gần 51 kg vàng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ, Hạnh đã tổ chức cho đàn em bỏ trốn sang Campuchia để tránh trách nhiệm hình sự. Đến tháng 8 2023, vụ buôn lậu gần 51 kg vàng từng gây rúng động vùng biển An Giang đã được Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử. Trong vụ án này, hội đồng xét xử xác định Hạnh có vai trò quan trọng nhất. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh 16 năm tù về tội buôn lậu và 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng mức hình phạt đối với bị cáo Hạnh là 23 năm tù. Có một điều xuyên suốt các vụ án là Nguyễn Thị Kim Hạnh luôn khẳng định mình bị oan, không thừa nhận hoặc chỉ thừa nhận một phần nhỏ các hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với các chứng cứ không thể chối cãi mà cơ quan cảnh sát điều tra chứng minh được, hội đồng xét xử có đủ căn cứ để buộc tội. Ngoài ra, để hoạt động buôn lậu được thuận lợi, Hạnh thường nhờ sự giúp sức của cán bộ công an. Chẳng hạn trong vụ buôn lậu 80 tấn đường cát, Hạnh đã được sự bảo kê của Nguyễn Văn Võ, cựu trưởng trạm cảnh sát đường thủy Tân Châu, Công an tỉnh An Giang để vận chuyển đường từ biên giới Campuchia về Việt Nam. Trong vụ án này, ngày 26 tháng 10, 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Hạnh 13 năm tù về tội buôn lậu, phạt bổ sung 100 triệu đồng, nộp lại 1,2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính từ việc buôn lậu để sung công quỹ nhà nước. Bên cạnh đó, trong vụ án liên quan tội rửa tiền xảy ra năm 2021, Hạnh đã cấu kết với một cán bộ công an tỉnh An Giang để thực hiện hành vi phạm tội. Như vậy đến nay Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Hạnh trong 5 vụ án. Hạnh bị phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, 14 năm tù về tội buôn lậu 200.000 tấn đường cát, 3 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 13 năm tù về tội buôn lậu 80 tấn đường cát. Riêng vụ án vận chuyển gần 51 kg vàng, Hạnh bị hội đồng xét xử tuyên phạt 16 năm tù về tội buôn lậu và 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng mức hình phạt đối với bị cáo Hạnh là 23 năm tù. Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 55 và Điều 56 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, nếu một người phạm nhiều tội và bị đưa ra xét xử ở nhiều vụ án khác nhau, hình phạt cao nhất của các bản án mà họ bị xét xử chỉ là hình phạt tù có thời hạn thì khi tổng hợp hình phạt tù không quá 30 năm. Như vậy, áp dụng theo luật, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh sẽ bị phạt tù tối đa 30 năm. Không chỉ kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm bên ngoài, ngay cả trong lực lượng công an, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng kiên quyết đấu tranh, loại bỏ những cá nhân sai phạm. Đứng trước những vụ án nguy hiểm, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi luôn kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng là vậy. Nhưng khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, Thiếu tướng luôn gần gũi, sẵn sàng tương thân tương ái giúp đỡ. Đặc biệt, đợt dịch Covid-19 hoành hành dữ dội tại An Giang. Vào năm 2021, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi quyết không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ những vụ án được triệt phá, từ những chương trình hành động vì người dân, suốt hơn 2 năm công tác tại An Giang, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã chiếm trọn niềm tin của người dân An Giang. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.